Rồi ghi tiếp nha. Rồi bây giờ cái bếp đã sửa xong rồi đúng không? Cái bếp nãy nói đó đang bị giao thông cắt ngang đó, thì lưu ý cái đó nha. Bếp đi ngang qua bị giao thông cắt ngang. Rồi tầng trệt là coi như là ổn rồi đó, được chưa? Chưa anh. Dạ rồi, rồi. À. Rồi, bây giờ đến khiên cái trên lầu ha. Lầu để em xem. Rồi anh xem anh chấp nhận đi, mới chọn cái điều chỉnh chuột. Rồi. Rồi trên lầu ha, lầu đây đúng không? Lầu đây. Ồ, dữ à. Đây đang bị vấn đề nè. Có vấn đề nha. Anh em thấy có vấn đề gì không? Nam thấy vấn đề gì không Nam? Vấn đề kết cấu gì không? Rồi, bây giờ chỗ này anh đi cầu thang lên là anh có cái dầm này không? Sau này em sẽ xử lý cái này, nó sẽ có cái dầm mà đứng từ dưới lên là thấy cái dầm. À, em có điện thoại cái nha, anh nghe điện thoại cái. Nghe này. Alo. À, cái phần anh nghe rõ không? Alo, Nghe luôn. rồi anh. Rồi, cái phần kết cấu này thì như thế nào? Nếu mà có dầm ở đây nè. Nó có cái dầm ở đây. Cái đó thì cái nhà này thì em sẽ nâng cái độ cao lên đó, thì cỡ đó 10 12 bậc thì tầm 2 mét mấy, thì cái cốt tầng trệt em sẽ nâng cao lên, nâng 4 độ 38 4 mét. Nó có cái dầm văng anh. Đúng rồi, nó sẽ có cái dầm băng ngang như thế này. Lúc đó Đúng rồi, anh đi nó sẽ đụng đầu. thì cao cũng có nếu mà em nâng cái sàn bằng cái tầng lầu 1 á thì cốt nền em Thì nâng cái lên này cho 4 4 mét mét, á. đi đúng không? Dạ. Thì từ đây còn là 2 mét, cỡ ngang ngang 2 mét. Rồi, anh kiểm tra lại nha, 11 bậc như thế này nè, Dạ. nhân cho 170 thì nó tầm Dạ. khoảng là 1,8 m. 1,8 m đó, khoảng tầm 1,8 m, mà 1,8 m hên đi lên một cái người cộng thêm khoảng 1,7 m nữa là nó bao nhiêu Ngang ngang cái đầu. đó, thì mình rất là khó chịu nha. Với lại ở đây anh thấy cái dầm này là mình thấy nó bị lộ thiên nè, dầm Bị nguyên tắc trống quá. cái Cái dầm. chỗ đó là em tính, thì em tính cái từ cái chỗ dầm mà vào cái mép với bàn thờ á, thì em sẽ làm cái hệ nam rồi. Kiểu như là nam giả cái giả cột đan dọc đó anh để phải xử lý anh, cái dầm. anh anh phải hiểu như thế này nè, là khi á, mình đi xuống á, có thể nó không đụng đầu, nhưng mà khi anh đi xuống á,
cái người anh ở đây nè, anh đi xuống thì anh có cảm giác vô tình là anh đập, anh đập cái đầu vô trong cái dầm của nó nè, nó rất là khó chịu đó. Nếu mà anh đi đã từng đi dưới cái dầm như thế này, anh đi cầu thang xuống đây rồi bắt đầu anh đi xuống là nó sẽ đập vô cái dầm như thế này, rất là khó chịu cho cái vấn đề về cái view nhìn ha. Cho nên lưu ý cái này đó, Được thì nó đang bị cái vấn đề đó. Còn không á, còn không anh làm vườn nghiệp luôn. Ở đây là bao nhiêu, 3 mét 2 đúng không, cái này là 6 mét, 7 mét, 7 mét, 7 mét cộng này là 8 mét à. Đồ, nó đến 8 mét rồi nha, Dạ. nó đến 8 mét à. Thì giải quyết kết cấu này cũng cả vấn đề đấy, giải quyết kết cấu này cũng cả vấn đề Làm sành rỗng quá cái gì. thầy. Nhưng mà nghĩa là làm sành rỗng quá thầy, nhưng Được, mà em thấy cái này cũng khó lắm. chi phí của cái nhà mà sao làm hàng rỗng được. Anh đó đang bị cái này thiên, có bạn Nhật Thiên thấy sao em, thấy sao Thiên Nhật Dạ, hả, gì cái vấn đề là đang bị kết cấu như vậy đó thì giải quyết làm sao? Đây cột kết cấu thầy? này phải có cái dầm chạy qua nè, Thầy mới đi đụng đầu. đúng không, em tưởng tượng được không, tưởng tượng được có cái Được không? mà, Giờ được anh. có bạn nào tưởng tượng được không, có cái dầm chỗ này không? Mọi người phải tưởng tượng nha, không tưởng tượng được nó vấn đề két nó gì đó, két là các bạn, đối với các bạn không chuyên thì tưởng tượng cái dầm này nó hơi khó khăn, không biết có cái dầm. Vừa nãy cầu thang ở dưới sau bên này em thấy nó đưa ra dữ ta. Nãy phía dưới cầu thang này là nó là cái bếp Thì đây cái mà. bếp nè, từ bậc 13 đến bậc 21 là cái bếp. Này qua bên này Hiểu không? được. Từ bậc 11 nè, từ bậc 11 đến bậc 13 là cái bếp, này cái bếp nằm đây nè, hiểu không? Được chưa? Rồi anh Đó. lên trên cái bếp này. Đúng rồi, ở trên cái bếp đó. Ờ, trên cái bếp này cũng không được nha, anh xem thử coi thế nào. Có thể nấu ăn ở đây nó sẽ bị cống nữa nè. Đó, mình nấu ăn dưới cái gầm cầu thang thì nó cũng không được tốt nha. Thì lúc nãy bị lỗi giống cái anh, lúc nãy. Mình có thể mình lấn có một hai bậc thôi. Ví dụ cái chiếu nghỉ chỗ này thì mình đặt cái tủ lạnh ở đây thì nó đẹp. Đó, còn ở đây thì cái khoảng trống thì nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu mà anh đi luôn dưới gầm cầu thang như thế này mà anh nấu ăn ở dưới đây thì nó có vấn đề. Đó, nó sẽ ngộp. Nha, tránh tình trạng đừng nấu ăn dưới này. Chừng nào cái không gian nó quá chật đi. Còn cái khu đất anh rất là đẹp, khu đất anh rất là đẳng cấp. Bây giờ anh mà xây qua đây nó cũng bị cấn cái vệ sinh rồi thầy, bây giờ cũng phải bình lại từ đầu thì sao À, gắn cái vệ sinh nào? đó, phòng vệ sinh ở trên này nè, là phía dưới nếu mà bếp xây lại qua này thì cũng bị vậy. Thì yêu cầu chủ nhà là hai cái phòng ngủ trên với phòng thờ, phòng mà phòng vệ sinh riêng biệt. Ở đây hai cái vệ sinh đang nằm trên phòng ăn nè. À, nếu mình Đúng đang không? ví dụ mình đang tắm hay rửa đây, mình đi đi vệ sinh mình xối nước á, thì ở dưới cái phòng ăn á, là nó nghe rột 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 ha, nó không tốt nha. Thì cho nên mình tránh cái tình trạng nó nằm trên cái bàn ăn ha. Thứ nhất đường đường phân nè là nó cũng không được nằm dưới bếp hay là đường ăn nè ha, cũng không tốt, nó không đi qua bếp được. Nhà phong kỹ người ta, thủy người ta văn hóa người ta không thích thì người ta sẽ cũng có thể có ý kiến cái chuyện đó. Cái thứ hai là trên đầu là mình ngồi ăn là mình không có cái vệ sinh, ví dụ lỡ sau này cái vệ sinh này nó bị thấm thấm cái vệ sinh này nước chảy xuống rồi nó mang theo cái mùi hôi rồi nó lại ảnh hưởng cái bàn ăn nữa đó. Cho nên ví dụ như nó vệ sinh thì mình nên gom chung một chỗ đó, gom chung một chỗ để gì, để cái hộp gen hay là đường đi cho cái vệ sinh đó nó thuận tiện hơn. Đi ống đi đồ nó cũng dễ Chứ hơn. nếu mà anh đi giữa nhà như thế này mà anh đi vệ sinh, anh đi học gen thì cũng căng lắm á, anh đi cũng vệ sinh cũng 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 nó sẽ phức tạp á. Cho nên ở giữa nhà này mình đi vệ sinh nó hơi khó. Còn ví dụ anh đưa vào góc này thì anh có thể giải quyết được cái vấn đề về cái đi đi cái đi điện nước nó tốt hơn. Với lại khi anh có thể anh giấu, ví dụ hộp gen này đi xuống phòng khách là nó xấu quá nè, thì mình có thể giấu thành hai cái cột giả hai bên đó để mình đi vào đó. Hoặc có thể anh đi thẳng vào trong cái chỗ tủ bếp này nè, anh đi thẳng em hộp gen tủ bếp này đi xuống nó đẹp hơn. Hoặc đi vào trong cái tủ âm tường của cái thằng tủ của cái thằng phòng ngủ
mình làm cái hộp gen ở trong phía trong tủ thì nó sẽ không có thấy được cái hộp gen đó. Cố gắng giấu cái hộp gen ha, một cái nhà đẹp thì mình phải giấu đó. Đây là những cái lỗi cực kỳ căn bản của nhà thiết kế đó. Giống như bên một cái nhà của Thế Công thiết kế thì em thấy có một cái lỗi về hộp gen này rất là lớn này. Xử lý hộp gen này, một cái biệt thự lớn mà xử lý hộp gen nó dở cái chuyện đó, không biết thì sao đó. Đó là những vấn đề cực kỳ căn bản trong cái chuyện giải quyết cái hộp gen này. Ưu tiên về kiến trúc và thẩm mỹ ha, rồi sau đó đến cái gì, đến kỹ thuật đó. Kỹ thuật thì ưu tiên về đúng, ví dụ như thẩm mỹ thì đi sau cái vấn đề về đúng đó, giải quyết kỹ thuật đó trước để nó đúng. Còn nếu mà giải quyết được cái kỹ thuật đó thì mình ưu tiên là thẩm mỹ ha. Rồi rồi ở đây nó có cái dầm nè, nó có cái dầm. Cái dầm này thôi mình bỏ cái dầm này luôn đi, khỏi làm cái dầm qua nha. Nhưng mà dưới đây cái phần mà phần trang trí nội thất á, ở cái phòng khách á Cái ha. cột à. Đúng rồi, anh cái cột vô. Chấp nhận. Rồi anh xem, anh xoay cái tầng trệt coi, xoay tầng trệt em xem coi. Anh sẽ cấy cái tầng, anh cấy cái vách vệ sinh đó. Ừ đó, anh ra chỗ này nè, chưa đó, anh làm một cái vách này nhìn trang trí hoành tráng vô, giữa cắt CNC luôn đó, cắt CNC ốp kim loại luôn, CNC mạ titan hay mạ vàng gì đó cho nó đẹp, nhìn cho nó đẳng cấp. Ở đây anh có thể làm hai cái vách hai bên như thế này, anh cấy hai cái cột đó. Cái hai cột này đỡ cái sàn phía trên ha, anh làm cái bức vách cái bình phong vậy đó, đẹp luôn ha, trang trí đó. Đó thì anh sẽ đỡ được cái sàn đó. Và ở trên cái vấn đề về trên lầu á ha, đó trên lầu thì anh sẽ đỡ được hai cái này chỗ này, được chưa đó. Cái cột này thì nó đưa lên trên mái để nó đỡ trên kia thôi, đâu liên quan gì đâu. Còn cái sàn này bây giờ anh giải quyết một cái dầm ha, cái dầm phụ nè, cái dầm này là dầm phụ chạy qua đây luôn và đỡ cái sàn này, nó sẽ gắn vô cái dầm chính ở đây, dầm chính ở đây ha. Và cái cột này nó sẽ là cái cột phụ, nó đỡ cho cái thằng này đó, đỡ cho cái sàn này, được chưa đó. Rồi ở đây cũng vậy ha, ở đây đỡ một cái cột ở đây đỡ cho cái dầm này, và cái cột này đỡ ở đây. Còn ở đây gần như anh bỏ trống luôn, không cần phải nhất thiết phải đi dầm ở đây ha, được chưa. Rồi đó, giải quyết kết cấu rồi đó ha. Anh em là có phương án kết cấu tốt hơn không? Rồi không sao, cái vấn đề kết cấu nó ổn rồi, nhưng mà cái vệ sinh ở đây thì chưa có ổn ha, chưa có ổn. Mình nên giải quyết lại cái này đi, giải quyết lại cái phần này. Phòng thờ ha, đi từ đây qua phòng thờ ra ngoài trước. Này sinh hoạt chung, thực ra cái sinh hoạt chung này anh có thể đưa ha, đưa cái sinh hoạt chung này vào giữa cũng được, để nó có hai phòng này người ta tương tác với nhau. Chứ nếu mà từ đây đi qua đây rồi từ đây qua đây nó giống như cái hẻm vậy đó, mà đi ra đây thì này mình sinh hoạt nó không không được đẹp ha. Thế nên mình đưa cái phòng gì sinh hoạt chung này về đây nè. Ví dụ hai đứa nó về đây chơi, hai đứa nó về đây chơi, nó ngồi xem tivi ở đây đó, nó nhìn ra ngoài thông thoáng ở ngoài luôn. Ở đây mình đưa khối vệ sinh nó về đây chẳng hạn ha, hay thêm một cái vệ sinh ở trong phòng đó, một cái vệ sinh ở đây đó, giải quyết hai cái vệ sinh này cũng được. Một cái vệ sinh nó nằm ở ngoài đây nhưng mà nằm ở trong phòng này đi, đừng có lấn qua phòng phòng cái phòng ăn ở dưới nhiều quá ha. Giải quyết ở đây có thể đi vô trong cái vách của cái trang trí cái vách ở ở phòng khách đó cũng được đó. Vệ sinh nằm đó, ở đây phòng ngủ, ở đây cái vệ sinh, ở đây phòng sinh hoạt chung đó, nó ok hơn. Phòng học chung rất là ok nha, học chung sinh hoạt chung là để kết nối những thành viên trong gia đình. Nhiều khi người ta đi làm về mạnh ai người ta làm, nhiều khi không được gặp nhau luôn á, người ta đi làm xong rồi người ta lại về, người ta chui trong phòng người ta ngủ, người ta cũng không ra ngoài nữa.
nhiều khi còn không được gặp nhau nữa, cho nên cái không gian về cái sinh hoạt chung rất ok, anh giải quyết được cái gì, cái tình cảm gia đình nó ấm cúng hơn, ra đây chơi rồi mình sinh hoạt đúng không? Ừ. Rồi tham khảo phương án nữa đi, bên thêm một phương án nữa đi cho nó đẹp. Dạ vâng. Ừ. Phương án nữa Em thì anh gọi có lại. thể gợi ý cho anh như thế này, ví dụ như ở phòng khách này nè đó. Anh có thể bên theo chiều dọc đó, bề ngang đây nè, hoặc là cái bếp ăn nằm đây đó, cái đảo bếp ở đây, thì khi đó nó theo cái trực tâm như thế này đó, nó giải quyết được cái chỗ này đó. Đó, bếp ăn khách nằm theo một đường như thế này đó, giải quyết ha đó. Mình để mở ra một vài phương án cho anh xem ha, những cái phương án ở bên Singapore là thiết kế theo cái trục thẳng như thế này. Thầy ơi, cho em hỏi cái bài này nó bị một cái nữa, cái hành lang đó thầy có 74 phân á, thì khi mà mình có thờ cúng á thầy, ví dụ là mình có bê đồ đạc gì lên đó, thì 74 phân nó mình bê được không? Em thấy đọc thiết đọc trong tiêu chuẩn thì phải trên 1 mét mà ta. À đây đúng không? 74 hả? Dạ đúng rồi. Rồi 74. em nhẩm sơ bộ thì cái bàn thờ chưa đến khoảng 3 mét vuông, cái À. phòng thờ á Bàn chưa thờ đến hả? 3 mét vuông, thì Ờ. có kiểu ví dụ như bên đạo Phật á, họ Ừ. có cúng bái thờ lại á, thì họ có cúng bái được không ạ? Em thấy là hầu như không được rồi đấy. Thì Đó, theo theo em nghĩ thôi, hiểu. mình nghiên cứu là họ thờ cái gì? Thờ gia đình hay là thờ Phật hay là thờ như thế nào? Thì cái này có Thờ gia tôn đình thôi. tôn giáo hay không đó, thờ gia đình thì cũng tương đối đó, một chỗ này mới 8 cũng được đó, ta làm bàn thờ ấm cúng đây cũng được, không vấn đề gì đâu, nhưng mà nên có cái ban công ra ngoài cho nó thoáng nha, nên có Ban công phía trước á, hả? từ cái phòng ngủ á, ban công từ cái phòng ngủ, À không, phòng ngủ ba, cái từ cửa này ban cũng công. được anh, cái cửa này cũng được anh, cũng nên mở một cái cửa đi, tại vì ví dụ như ở đây mình đang bị vấn đề thoát hiểm nè, ví dụ ở đây người ta bị cái vấn đề gì đó thì người ta chạy thẳng ra ngoài đây luôn, cái cửa này là cửa thoát hiểm á, để cho mình ví dụ như ở trong phòng này bị vấn đề gì thì người ta bay ra ngoài, hoặc là ở đây người ta sẽ bay ra ngoài, ở đây đất rộng thì người ta bay qua đây luôn đó, nó cũng nên có cái cửa để cho nó thoát ha. Ừ. Rồi cái này hơi nhỏ nha, hơi nhỏ, mình có thể mình tăng diện tích này lên chút, Cái gì thầy? cái hành lang á, hành lang của anh nó bị Phòng hơi bị hẹp đó, nó bị bóp đó. 704 đi. Cái đó thì cái nan can nó tầm có 900 mà mình đi chẳng đâu có bị vướng gì thầy. Nan can của cầu thang. Thì không, ý là tăng anh tăng cái diện tích lên một chút đi ha, có thể tròn 800 hoặc là 800 hoặc 850 tùy, mở rộng thêm một chút đó. Ừ. Thì ít nhất nó cũng phải to bằng cái cửa chứ, bây giờ cái cửa anh nó đã như thế này, bây giờ cái hành lang nó còn nhỏ hơn cái cửa nữa nha. Rồi tương đối ok rồi đó, thì anh cứ tiếp tục anh binh ha, binh tiếp đi thêm một phương án nữa ha, phương án này em mở cho anh xem tham khảo ở ngoài phương án ha. Rồi bây giờ ai có hỏi gì nữa không nè, hỏi gì thì hỏi nha. Rồi. Rồi vô trong cái rồ red đây nè, rồ file này. Rồi chọn cái này ha. Ở đây có nhiều phương án, mọi người có thể nâng tầm cái thiết kế lên nhiều trên cái tham khảo thêm. Rồi, ở ngoài đất nước xa xôi họ thiết kế như thế nào. Đó, ví dụ là mình lấy một cái công trình ở Sydney ha, Singapore. Không có Singapore đây.
Rồi, mọi người thấy màn hình chưa? Thấy nội phòng. Đó, ở đây có nhiều cái công trình ha, nhưng mà đa phần người ta binh theo theo cái hướng của cái bếp như vậy này để em tìm một vài cái công trình cho anh xem cái cánh binh cái bếp. Cầu thang nó nằm cũng có khu khu đất ha, cũng có cái khu bên hông nha anh nè, anh có thể tìm những cái công trình tương tự để mình tham khảo ha, tham khảo không gian không gian cái công trình tương tự đó. Anh thấy cái không gian của người ta thiết kế không? Alo, alo anh Linh đó ha, không gian người ta mở nè, tầng trệt người ta mở nè đó, giống cái cột đây người ta mở theo cái trượt như thế này, ta lấy luôn cái không gian ngồi đây vô trong cái phòng luôn đó. Nó cũng có hành lang như anh nè, cũng có cái sân rộng như anh nè đó. Đó, cầu thang nè đó, anh thấy không? Đó, bếp nè à, đây đây là phòng khách nè, đây là bếp nè, được chưa? Đó, đây là cái đảo ăn, cái đây là cái bếp nè, anh thấy không? Bếp nó nằm đây nè, đó, phòng ăn nè, đây là khách nè. Đó, bếp này gọi là bếp khô nha, bếp khô sau lưng của nó là một lò bếp ướt đó. Thì bếp khô của nó thì nó thuộc để nó trưng bày thôi, để nó cắt rau quả hay là nó pha rượu thôi ha, để tiếp khách thôi. Còn sau lưng nó sẽ có cái bếp ướt, bếp ướt là để cho cái bếp ướt là để cho cái người người là nấu ăn á, ta tập trung là nấu ha. Chưa, mọi người nghe rõ không? Đó, đây là những cái không gian ha, anh lên cái, anh xem thêm cái không gian người ta giải quyết cái vấn đề đó. Đó, nó cũng có khu, nhưng mà cái khu này người ta không có bị giới hạn bởi bởi cái tường của anh, thấy không? Mà ta mở luôn như thế này, đó, ta không gian. Thì cái phương án này nó hơi táo bạo ha, có thể khách hàng người ta cũng chưa có tưởng tượng được, người ta cũng chưa tưởng tượng được cái không gian nó như thế nào. Đó, nếu anh dám chơi cái này thì anh thiết kế ha, anh thuyết phục được khách hàng thì anh làm nha. Cái chi phí công trình nó cũng sẽ đội lên rất là nhiều đó, công trình không rẻ đâu đó, thấy không? Sân vườn đây thì người ta lấy thẳng ở trong nhà luôn nè, ban ngày người ta trượt à, ban đêm người ta có dùng nhằn lam ta đóng lại đó. Rồi nói vậy là được chưa anh Linh? Đó ha, tham khảo thêm ở đây nhiều lắm nè, đó cái bếp nè ta ta làm nè, ở đây cái đảo bếp thấy không? Đó người ta đảo bếp nè, ở đây cái phòng ăn nè, ở đây cái chỗ ăn nè đó, còn đây là cái bếp mà ta cách riêng nha. Đó ta cách riêng nha, thì cái bếp này dành cho cái phòng gia nhân, có thể người ta sẽ có một cái phòng gia nhân gần ở đây, và cái phòng gia nhân này người ta sẽ vô trong bếp này người ta nấu ăn, đúng không? Ta nấu ăn xong rồi ta đem ra ngoài cái bếp này, bếp ngồi đây người ta sẽ có cái sảnh riêng mời khách đó, thì cái bếp ngồi đây chính là cái bếp dành cho gia nhân người ta làm đó, người giúp việc người ta làm, và nó nằm gần cái phòng cái khu cái khu mà khu giúp việc. Nhiều khi cái người giúp việc người ta không đi lung tung trong nhà được, anh thấy nhiều khi một khi thấy giúp việc người ta đi lung tung là biết người ta đi sai rồi đó, sai công năng rồi đó. Người ta chỉ vòng vòng ở bếp này thôi, đi về nó nấu ăn xong ta vòng vòng ở bếp này người ta ăn, người ta sẽ giải quyết cái phần bếp ăn này, hoặc là người ta sẽ giặt phơi đồ như thế nào đó, người ta sẽ giải quyết cái phần phơi đồ thôi. Nhiều khi mình không có được gặp luôn á, nhiều khi cái người giúp việc này không được gặp cái người gia chủ luôn á. Nó có một không gian riêng luôn á, là mình tách được cái vai trò của họ ở đó thì nó mới ok được, đúng không? Ta đâu được quyền đi lung tung đâu. Cái một ngày nào đó đi lung tung, nó đi lên cái phòng ngủ của gia chủ làm sao? Đó, nhiều thứ mình không có, người ta sẽ đi theo cái giờ, có giờ quy định cho họ luôn. Đó, để cho họ đi, không phải là giao thông nó chồng chéo với nhau. Nên đây nên tách riêng ra cái người giúp việc đó, tách riêng ra cái công năng sử dụng của họ riêng ha. Đó, đây là một cái bếp ha, đó, nó giải quyết như thế này theo cái trục đường, trục dọc.
thì anh có thể lên một phương án cho cái vấn đề này cũng được. Phương án thứ hai đó, cho nó được chưa anh? Lên phương án này thì nó hơi khác biệt một chút ha, nó hơi táo bạo một chút. Nếu mà anh cảm thấy chơi được thì anh chơi cái phương án đó. Nha. Nè, có bị cái link này cho anh tham khảo nha. Nhiều ở đây nhiều nhà lắm, mẫu nhà như thế này nhiều lắm ha. Đó, copy cái dòng nó về tham khảo ha. Rồi, mọi người có hỏi gì vậy? Chuyển qua lại hỗ trợ thì review tiếp ha. Alo. Alo. Hồng đó ta. Chị Hồng ở trong đây không? Mọi người cài phần mềm có bị vấn đề gì không? Xe có thể xem màn hình ha. À đến khi Nam đúng không? Phương án của Nam đúng không? Xem màn hình đi Nam. Mới buổi hai mà thấy mọi người bên bài dữ vậy trời, có bên thì có sửa thôi, thấy không, bên bài hết rồi thấy không. Alo Nam. Xem hình em. Rồi. Rồi, cho xem cái phòng kia đi, phòng phía sau đi. Rồi, phía sau đây nè, cầu thang ha. Cầu thang thì qua có sửa bài cho một bạn, cái bạn nào đó, bạn nó binh bài ta. À, bạn Tuấn đúng không? Hôm nay có bạn Tuấn, à, y chang thám Tuấn. Phương án này như cũng giống anh em nè, hôm qua cũng bị cái lỗi giống y tương tương tự. Rồi, ở đây thì không gian nó đâu? Không gian thông tầng ở trên là nằm chỗ này đúng không? Ngay chỗ cây xanh này nè À, cây thầy. xanh đây hả? Cây xanh thông tầng ở Dạ. đây hả? Dạ. Ở đây làm gì? Cái đó là cái tủ thôi để đựng cái gì đó thôi. Tại sao em phải dùng, tại sao em phải làm cách ngăn như thế này? Để em lấy sáng từ trên xuống dưới Bây giờ mình luôn. bỏ trống được không? Bỏ trống thì em nghĩ ánh sáng nó dội vô quá. Sáng giỏi quá không? Tại nếu mà trên mình lợp cái kính tấm bu li lấy sáng xuống thì cũng không sao cả. Ừ, ánh sáng rất là yếu. Thật ra ánh sáng 2 tầng xuống như thế này nó yếu chứ không không nhỏ đâu, không có mấy đâu. 2 mét này nhân cho 2 mét 2 này nhân cho 1 mét 4 thì nó quá là thấp, quá là nhỏ, chứ nó không có gì đâu mà ánh sáng mạnh hết á. Thì làm lấy hết cái phần này thì nó còn cùng ai da, hiểu không? Ừ, nha, còn ai da. Chứ bây giờ anh thấy cái phòng bếp của em nó đang nhỏ, bếp với ăn nó nhỏ, tại sao nó nhỏ ta? Anh không hiểu tại sao nó nhỏ. Anh nhớ cái khu đất này nó lớn lắm nè, thằng kia nó bên ok mà, cái bạn nãy bên ok mà, bạn Vũ bên 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 phương án thấy rộng rãi quá trời mà, cái này đang bị vấn đề này, nó đang bị chật đó nha. Ừ, cái bếp này anh thấy nó đang bị chật, quá chật nè, Vậy nếu mà em bỏ luôn cái tường này thì em sẽ bỏ cái xanh ra luôn. ừ. Không, cây xanh nó Bỏ vẫn luôn. trồng chứ, ở trên ánh nắng xuống mà, em vẫn Dạ. trồng cây xanh ở đây chứ, hiểu không? Dạ. Ở đây có thể em băm xuống cái sàn nước, làm cái sàn nước chẳng hạn, ví dụ như sau này người ta cần rửa cái gì đó dơ hơn thì người ta rửa ở đây, rửa cái sàn nước này xuống nước luôn, hiểu không? Nó giống như cái sàn nước Dạ. để giúp cho cái bếp nó ấy vừa là cái tủ cảnh vừa là cái sàn nước để mình nấu ăn luôn, ok hơn, hiểu không? Rồi à, rồi lên trên lầu xem coi. Ừ. Lên xem rồi ở đây ha, cái lỗ nó tầng như thế này, cái giường đôi của mình cũng vậy, mình không có giải quyết. À, cái chỗ này em bị lóng nè, ở đây da 1 mét 2 nha, da 1 mét 2 ngồi đây nha, cái phòng đây trở thành cái phòng rộng nè, nó rộng đến đây là
đó. Ý là ở dưới em trừ cái kính là em muốn cho nó vô Cái luôn rành đất đâu, anh chưa thấy cái rành đất của em. rồi. Em đất thì chặt đi em. Anh sợ anh làm sai rành đất đó. Ừ, làm sai rành đất là nó sẽ nhỏ hơn đó. Chứ bình thường anh nhớ cái nhà này nó ok mà. À, cái lắm rồi. Rồi. Rồi Từ từ đó. giờ nè. Cái đất của em là nó ra tới cái trục này đó, trục 6 đó. Sáu là đất đây đúng không? Hiểu không? Rồi. Thì cái tường nó xéo lên vẽ cái lưới này. Rồi. À, nhớ nha, ban công mình có thể gia thêm cái phần ngoài đây nha. Chưa? Hiểu. Mình đang bị tụt ở trong rồi đó. Rồi cái chỗ này em cái phòng này nó hơi nhỏ. À cái cổ cầu thang này nè. Em đưa hai cái bậc này nè, được chưa? Em vô trong cái chiếu nghỉ đi. Cầu thang hiện nay là bao nhiêu vậy? Chiều rộng như vậy? Chiều rộng là bao nhiêu? Hai năm mươi à? Không phải 250, cái này rộng ghê rồi. Cái liền này em đo từ bên đây qua đây là nhiêu? Bề ngang của bậc này thôi Đúng à? rồi. Đó, 1 mét ha. Đấy. Này nè, thứ nhất em bóp lại đi. Em làm 800 thôi. Ừ, 1 mét thì khi nào em lên cái nhà 5, 5 mét hoặc là cái nhà 6 mét đó, thì em làm cái 900 hoặc là 1 mét. Được chưa? Nhà này em làm 800 thôi. Cái thứ hai em bỏ đi hai bậc này nè. Nếu em làm đi 800 thì có thể em giảm được bao nhiêu? Có thể em giảm được một bên là 200, có thể là 400 không? Là cái phòng này trở thành bao nhiêu mét? Phòng chỗ này trở thành 5 mét 2 rồi. Năm mấy Đúng không? 5 mét 2 mà bây giờ em bỏ thêm hai bậc này nữa, 250 nữa là 500 nữa là 5 mét mấy? 5 mét 7 rồi. năm mấy bảy Em thấy không? Một cái phòng 5 mét 7 nè, với cái phòng 4 mét 8, thấy không? Mình giải quyết được một đống thứ rồi. Em giải quyết được khoảng tầm 900, 900 rồi. Là bằng một cái 900 là bằng nhiêu đây rồi. Một cái phần của vệ sinh như đây rồi, thấy chưa? Nha. Lưu ý thì có thể em bỏ cái thằng này làm hai bậc thôi. Cái này em sẽ bật đi. Hai bậc nó đưa qua sẽ bật này nè. Ở đây đánh dấu chéo đi ha. Rồi đi lên trên lầu. Được chưa? Ừ. Rồi phải tính cái chỗ lát gạch này nữa nè. Sau này sao lát gạch cho nó đẹp nữa nè. Chỗ này nó quá gần cái chỗ vệ sinh này, sau này xử lý cái gạch hoàn thiện nó rất là xấu. Cho nên mình phải tính luôn cái chuyện gạch hoàn thiện ngay cho cái gạch cầu thang chỗ này, hiểu không? Ừ. Rồi cái thứ ba là cái khi mình đi lên là thấy cái cột này nó lòi ra của cầu thang nè. Cho nên em để cái này ha, nó nằm bên một bên nha, lệch qua một bên. Được chưa? Hiểu không? Lệch qua một bên. Nhưng mà Cái nó gì? có vô lại cái phòng không ta? Đó, phải lệch qua một bên nè, vô phòng gì? Đó, nó nằm phòng chứ nó nằm đâu? Nằm Để phòng. cho lẹp vô phòng luôn anh. Đúng rồi, mày tính toán kết cấu của cái nhà này chưa? Dạ chưa. Rồi sau này nộp cho anh cái móng băng, một nộp cho anh cái phương án móng trước nha. Cái đề anh cho em là kỹ sư thì đề anh cho là gì? Hai bên này có nhà. Được chưa? Hai bên này có nhà luôn. Hẻm 2 mét rưỡi. Được chưa? Khu vực này nó nằm ở quận 7. Ha, gần bờ sông. Ép cọc 40 mét. Được chưa? Được chưa? Rồi em lên phương án cho anh móng. Cái phần móng anh sửa trước. À, chắc chắn là đó là kỹ sư là anh sẽ cho cái đề như vậy đó. Nếu các bạn cảm thấy cứng về phần kết cấu thì anh cho cái đề nó hơi khó khăn một chút. Còn các bạn không chuyên thì sau này sẽ học theo kiểu không chuyên nha. Còn kỹ sư anh cho vấn đề tính toán thì anh sẽ cho ép cọc 40 mét, hẻm 2 mét rưỡi nha, hai bên có nhà, được chưa? Và nhà ở quận 7 gần bờ sông. Được chưa? Rồi. Nói em làm được cái nhà ở gì ở một cái kết cấu yếu như thế này thì em sẽ giải quyết được tất cả những cái vấn đề những cái bài toán về đất tốt rồi. Đất tốt thì nó dễ lắm. Tại vì em sử dụng nhiều phương án khác nhau. Nhưng mà đất yếu thì nó xử lý cực lắm, từ MI đến kết cấu nó xử lý cả vấn đề ha.
Anh cho em cái đề nó hơi khó đó, em sẽ xử lý nó. Rồi, ở trên đây ha. Nói chung cái phòng em đừng có để nó bị cái góc cạnh như thế này. Dạ. Nó bị cái góc cạnh như thế này khi nằm ngủ nhìn vô cái góc này nó khó chịu lắm. Cái thứ hai chỗ này em ốp kính luôn, nó đã làm như thế này thì mình ốp kính hết luôn, lắp cửa vậy nữa. Ánh sáng nó ok hơn. Ở đây tự nhiên có những mảng tường nhỏ 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 này, nhìn vô tự nhiên thấy mảng tường nhỏ nhỏ khó chịu lắm ha. Đó, em có thể bỏ luôn cái phần này đó, bỏ luôn cái phần sau này đi, làm không gian xuống luôn. Ở đây ấp những cái tấm tấm kính nè, ban ngày trượt cái luôn ha, ấp tấm kính đây nè, khung sắt nha, tấm kính ban ngày trượt cái đây luôn đó, để không gian trống luôn, giống như cái phương án trồng cây của Võ Trọng Nghĩa đó, lên tham khảo phương án nhà phố đó ha, cũng áp những cái tấm kính như thế này để trượt ra đó, rồi lấy cái không gian này từ trên xuống luôn, ở trên đây mình trồng vách cây cũng được đó, trồng thêm vách cây, ban đêm mình kéo nó lại, ban ngày mình mở ra luôn, ánh sáng xuống luôn, ở trên đây trồng thêm vách cây cây xanh chẳng hạn đó, cho nó giảm nhiệt độ xuống, khi cây xanh nó có thể giảm được từ 3 đến 4 độ C đó cho một cái phòng cảm nhận được cái mát của nó luôn á. Rồi được chưa? Rồi lên trên lầu thử Dạ. coi, em chọn trên lầu trên cùng coi. Màu lô ba. Lô ba em có bố trí gì đây? Em biết bố trí gì trong đó nữa. Rồi phòng thờ đúng không? Dạ. Thì ở đây là em sẽ sai phép rồi đó. Ở trên đây nó chỉ cho em ra ngoài đây 2 mét thôi. Phòng thờ này em cũng bị lấn ra ngoài đây rồi. Tại khi người ta đứng ở phía bên kia đường nó cắt ở vị trí 60 độ nè. Thì ví dụ nó cấn đây nó thấy được cái mái của em là nó chặt. Hiểu không? Chỗ này em lấn ra làm sai. Hiểu không? Đó, thì cái người ta cắt ở vị trí này cho em, cái tâm người ta chỉ ra được như đây thôi. Thì trên đây em chỉ ra được khoảng như đây thôi. 2 mét thôi. Đây khoảng 2 mét và sau thôi ha, bỏ những cái phần này đi, mấy cái kho chứa mấy cái này đi ha, xây cao là không đúng rồi nha. Ở đây có thể em đặt cái chỗ để phơi, phơi xong rồi đem vô đây, ở đây em đặt máy giặt chẳng hạn, đem đây em giặt xong rồi phơi hiểu không đó. Còn ở trên đây phòng thờ ha, thờ còn nếu đặt phòng thờ như thế này nó bị cái tình trạng gì? Em ban ngày em đi ra ngoài đây trúng gió chết đúng không, có cửa gì đâu, lùa lên cái đi ra vòng qua đây cái trúng gió chết, mưa gió bão bùng rồi sao em vô phòng thờ này em thắp nhang được, đi vô phòng thờ kiểu gì được nha, lưu ý chưa. Để làm cái cửa ngay chỗ lô đi luôn à. Không có chuyện em cứ làm đi rồi anh sửa sau, bây giờ anh gợi ý được không, không gợi ý được nha, được chưa. Rồi, ok rồi đó, hoàn thiện đi em. Hoàn thiện đi. Nghĩa là cái này là em sẽ bỏ hết luôn xong phơi thôi, Đúng chứ rồi, bỏ này đúng nhưng mà rồi. em cho ra cái này là cỡ bao nhiêu ta? Thì cho khoảng ra 2 mét đi, thường nó cho cái tum nó Hai nhỏ mét. xíu à, thường ra tum lắng được cho nó 2 mét à. 2 mét. Cái đề của anh cho tum mà, đâu có cho cái nguyên tầng được, hiểu không? Để anh lấy là tầng 3 là một phòng thờ với phòng sân phơi. Rồi, vậy nha. Do cái này em cũng chưa vẽ hoàn thiện, em tính cái này em để lan can nên nó cũng chưa hoàn thiện lắm. Vậy đi. Vậy đi nha. Anh sửa sơ bộ vậy đó. Rồi có gì hoàn thiện cái Ở này. trên em ốp kính như vậy nè. Ok, thì cứ làm kính thôi. Nhưng mà lưu ý hoàn thiện cho anh mặt tiền luôn nha, phải dầm đồ cái kiểu cho nó đầy đủ. Rồi. Em đang qua giai đoạn 2 em học kết cấu rồi đó, thì em phải hoàn thiện cái mô hình này đi, phương án xong đi rồi tính kết cấu sơ bộ cho nó, giao bản vẽ sơ, giao bản vẽ ha, vậy kết cấu sơ bộ, phương án sơ bộ cho anh sửa bài. Rồi vậy nha. Ok. Rồi chia sẻ cái bài để chia sẻ cái của bài của chị Hồng ha. Của chị Hồng.
Thì không có trong có nghe không? Alo. Nghe thôi. Rồi mọi người vẫn đang nghe phải không? Thấy cũng đông vui rồi đó, bao nhiêu người? 11 người à. Cũng đông. Chia sẻ không sao ta? Vậy, hôm hôm để anh chia sẻ trước đi. Thế nên là chia sẻ nên chỉ cho cách sửa Revit. Revit nó đang bị vấn đề. Rồi, nhìn thấy màn hình chưa? Rồi, đây ha, rồi, thấy chưa? Rồi, thầy ơi. Rồi, cái thứ nhất á, là mình in ha, mình in full nha. Mình in full, full khổ giấy. Ha, chứ mình không in cái kiểu này. Được chưa? Biết in không? Lúc anh không để ý cái đó. Trời, in thế để ý cái này nha, tí nữa chỉ, em bật sẵn rồi viết đi. Rồi nhảy qua chỉ cho em in cái này. Cái thứ hai này em phải có bầu trời chứ. Cái nhà xong không thấy bầu trời đâu hết. Trong xanh rồi, cây cối mây như thế nào đó, bầu trời màu xanh như thế nào, trắng bóc như thế này thì nó không nổi cái nền trắng lên. Nó tách biệt cái chứ. Là em phải có một cái trang bìa, đó dù em để sát bên ở đây ghi là gì, nhà ở gia đình, hạng mục nhà ở gia đình, địa chỉ bao nhiêu, phải có trang bìa nha, đúng đó, phải cho có cái trang bìa. Chưa đó. Rồi cái thứ hai là gì à, nó trang bìa ha, mình sửa lại cái phối cảnh này nha. Cảnh này ghép thêm cái bầu trời gắn vô. Rồi ở đây về cái gì đã có đầu tiên, cái gì có đầu tiên, danh mục đâu, không có danh mục nha, danh cái bìa nè, đầu tiên là bìa được chưa. Rồi sau đó anh vô, mình vô trong phối cảnh này, rồi sau đó vô trong là gì, danh mục nha, danh mục bản vẽ phải có danh mục chứ, em không có danh mục sao được. Hả, Có làm mà không bỏ vô. cái gì có làm mà không bỏ vô hả? Quên. Ờ, em phải có danh mục nha, để biết khối lượng bản vẽ này nó có bao nhiêu bản, được chưa. Rồi cái thứ rồi ở đây các cái hiệu sửa này nè, được chưa, các cái hiệu sửa thì ở đây là thấy chép lụi vô rồi đó. Thứ nhất về cái phần MI này mình chưa có đụng tới, cho nên mình không có đem vô bản vẽ kiến trúc. Đây là phần của bản vẽ MI nha, sắp tới chị Hồng sẽ học luôn cái bản vẽ MI này. Vậy chị cái bản vẽ MI này ha. Nhưng mà mình chưa có đưa cái này vào được nha. Chưa đưa cái này nào được, không có ổn, thấy không? Mình nên tách riêng phần này cho cái phần MI nha. Rồi cái thứ hai nè, cái thứ hai là những cái phần này. Ủa kích thước đây là sao? Ủa kích thước này là sao? Ủa kích thước này là sao chị Hồng? Không hiểu cái chỗ này, không hiểu nó là cái gì, bỏ nó nha, nó cũng không biết nó là cái gì nữa. Được chưa? Rồi ở trong đây có nhiều cái nó không có trong bản vẽ, như là cái hiệu mác vật liệu. Làm gì mình có cái hiệu mác vật liệu ta, hả? Rồi mấy cái cao độ trần này đúng không, ví dụ cái trục định vị cái vị trí nè, đây là trục định vị trục nè, mình đang sử dụng cái này, được chưa đó. Nhưng mà cuối cùng mình vẽ thì sao đó, vẽ bản vẽ mà cái trục nó như thế này hả? Thì không hả, thì mình phải sửa lại cho nó đúng ở trên chứ. Ở đây đang bị đá nhau nè, thấy không nè, đang bị đá nhau nha, trục định vị, được chưa. Nhưng mà mình diễn giải là không đúng, mình phải diễn giải cho người ta được là cái gì luôn đó.
mình phải diễn giải cho người ta được cái gì. Ví dụ mà cắt như thế này thì ở trên nó là cái gì, nó là tên, được chưa? Số, số mà cắt, được chưa? Số mà cắt nè, và ở dưới là gì ha? Cái trang ha? Trang chứa cái mặt cắt này, cái vị trí trang này, chứa cái mặt cắt này. Giải thích cái này để làm gì, để cho chủ nhà người ta biết, hoặc cái người không chuyên người ta còn còn nhìn vô người ta hiểu. Chừng nào cái người không chuyên mà nhìn vô hiểu được đó, thì chị thành công rồi, chị diễn giải tốt rồi, hiểu không? Chứ có mình vẽ bản vẽ đâu phải cho mình dân kỹ thuật biết đâu, mà mình phải diễn giải làm sao cho cái người á đọc bản vẽ này nè, không chuyên người ta cũng phải biết chứ, đúng không? Không đó, cho nên ở đây bản này làm lại nha, mình không có làm cái kiểu này, bị sai sai hết rồi, copy không đúng rồi, toàn bộ những ký hiệu này đâu có khớp với lại bản vẽ mình đâu, bản vẽ đây đâu có khớp với bản vẽ mình, được chưa? Đó rồi, cái thứ ba đây là bản vẽ cấu tạo hoa sàn á. Lấy đâu ra đẹp ở đây Vẽ bằng S không? gắn kết đúng không? Rồi rồi sửa lại cái này giùm nha, biết cái này làm không, tí nữa u cho view viết thì chỉ. Rồi rồi cái ký hiệu này ha, ký hiệu vật liệu, thì cái vật liệu này ký hiệu hình tròn à, hình tròn là nó có đá nhau gì cửa gì không đó, Chưa có bỏ đúng vô rồi bản vẽ. đó, cái hiệu cửa là hình này đúng không, cửa là hình này. Bài này hôm nay sửa ít thôi, khối lượng sửa từng trang trang này chị làm cũng cũng nhiều á, làm không kịp á, làm đến thứ sáu nộp không kịp á nha. Rồi cái cấu tạo sàn này nè ha, buổi sau sẽ dạy cho chị cái phần cấu tạo để chị hiểu là tại sao nó có cái, tại sao lớp này, tại sao đá bê tông 46 dùng khi nào, nó phải lúc nào của mình cũng để bê tông 46 cho mấy trăm như thế này ha. Lớp đất tung nền là gì, lớp đất tự nhiên sân phẳng là gì đó, thì mình phải học những bộ môn cấu tạo, thì ở đây cũng có những cái bộ môn cấu tạo nè, sau này mình sẽ học này nha. Đó thì chia sẻ cho mọi người xem để bữa sau mình biết là mình học cấu tạo thì cho nó đúng. Nếu mà mọi người làm nó lúc thì bản vẽ nó không khớp, gặp mấy chuyên người có chuyên môn là người ta sẽ bẻ mình, thấy không? Nên mình phải làm cho nó vững vững vẻ thì ra ngoài thi công là phải theo cái đó, vấn đề đó, dù có sai một nét hay chăng nữa thì bên nào chịu trách nhiệm thì bên đó người ta phải theo mình, hiểu không? Đó thì hôm sau mình sẽ học về cái chương nền móng này ha, đó, nền đất tự nhiên, cái này thì có chương trong chương 3 ha, những cái khái niệm căn bản đầu tiên thì mọi người vô mọi người xem ha, căn bản đầu tiên. Cái quyển cấu tạo này là mình đang hoàn thiện ha, có thể nó mất vài năm nữa, và hiện nay trong trường đại học mấy cái hệ thống về đào tạo thì cũng chưa có quyển nào nó xác thực, nó đa phần là nói về vấn đề về, về cũng có thêm nhưng mà cũng chưa có đủ, và thứ hai nó lỗi thời quá, nên đây mình đang soạn lại ha, soạn lại cái này có thể nó mất vài năm để mình soạn đó, nhưng mà nó sẽ đi vào cái thực tế hơn, chi tiết hơn đó. Thì sau này sẽ học về cái phần cấu tạo ha, tạo nền móng thì chỉ biết được này, những cái móng băng, móng cọc, hiện nay móng móng cọc nè nó thì áp dụng khi nào đó, đó hình ảnh cọc thực tế nè, chưa? Nhiều khi mấy bạn kiến trúc mà cũng chưa biết cái hiểu cái cọc vuông này, cọc tròn này gì luôn đó, cọc ly tâm là gì đó, cọc ly tâm là như thế nào, thấy không? Là phương pháp ép cọc đó, ép cọc này, ép cọc tải thì tải tải có tải sắt nè đó, tải bê tông nè, được chưa? Ép neo nè, được chưa? Cho nên về cái phần cấu tạo này thì có thể năng là chưa có ổn, chép cho thôi, nó còn chưa có hiểu là khi nào dùng cái loại này, được chưa? Đó phải dạy á, phải dạy lại hết thì mới hiểu được mà cái phần này như thế nào. Mấy anh ơi đi thi công thì mấy anh hiểu rồi, mấy anh đi thi công, mấy anh kỹ sư thì mấy cái bạn này có thể rành lắm rồi ha, nhưng mà về mấy bạn chưa có được thi công thì mấy bạn chưa có nắm tốt được. Ở trong này có ai
Chưa thi công không? Cũng nhiều quá ha. Cũng quá trời đó. Cũng nhiều. Đó. Đây. Ở đây mình sửa hai cái này trước nha chị Hồng, sửa hai cái này trước đi ha. Đó. Yeah. Sửa hai cái này trước đi. Sửa cái bảng này nè, cái hiệu này. Còn ký hiệu liên tục hả thầy? Sao? Cái ký hiệu á, cái ký hiệu liên tục á, À. còn cái ký hiệu vật liệu thì cũng sửa hả? Cái hiệu vật liệu hả? Cái hiệu dưới đây đúng không? Đúng rồi. Tự nhiên chưa có ráp cho bạn nghĩ nữa. Đúng rồi. Cái này là bản vẽ kỹ thuật cho nên những cái này nó chưa có làm rõ nghĩa nè, C1 là gì, C2 là gì, C3 là gì. Vẽ đây chỉ là dừng lại ở bản vẽ kỹ thuật thôi, còn khi em đã vô bản vẽ thi công rồi thì nó sẽ quy định luôn. Ví dụ ống gạch 300 600 này là của hãng gì luôn đó, ví dụ hãng mạch mã này, mạch mã giá bao nhiêu luôn, em biết cái vấn đề đó, liên hệ là ai, ông nào như thế nào thì đưa cho người ta đường dẫn, người ta liên hệ tới, đúng không? Chứ không phải là mình vẽ theo cái kiểu này đó. Nhưng mà trước hết thì mình cứ làm như thế này đi. Nếu mà xương sơn ha, cái này vật liệu nó đang bị rối quá, ví dụ anh đánh là tường hết thì không được, em có đặt theo cái vật liệu của bên nội thất của em. Ví dụ BT là sơn tường ha, BT1, BT2 là màu nước sơn đó. Ốp gạch thì mình đánh là TL nha mọi người nha. Đó là ví dụ như TL là thay thồ nè, là ốp nè, ốp gạch ha. Sơn tường là mình đánh là ben, là bấm BT, được chưa? BT1, BT2, BT4. Đó. Trần, bê tông, sơn nước thì bánh C cũng được, C là xe linh ha, xe linh. Cái tắt cái từ xe linh. Đó, rốp rồi tắt cho từ mái, được chưa? Đó. Tất cả những cái này cũng gì, ốp lát thì mình đánh là gì? TL ha. Cho nó dễ nha. Không gì không? Dạ. Ừ, dành phần này không? Chưa? Thì sửa gấp cái này đi, để mai rồi sửa tiếp nha. Mai em sửa tiếp cho chị. Mai sửa tiếp cho chị cái này. Bây giờ xem màn hình đi. Em điều khiển cho cái thằng Cricut để cho biết cách in của nó luôn nha. Xem màn hình đi. Mở file lên luôn. Không? Đây, hay không? Em đang muốn vẽ giống anh Vẽ như anh. chị chỉ cho em vài chiêu nữa đi, để em vẽ em tự nhiên Từ em từ, chụp từ. một lỗ tường em bị đứng luôn. Từ từ. Ủa? Xem màn hình... Xem màn hình đi chị Hồng. Ủa, không phải Không, xem cái này được luôn nè, cái này có bản quyền, xài được hết. ông ra vì bà Ở dưới cái mục xe, ở dưới có chữ chữ SASHARE mà xanh xanh đấy. tài. Rồi không. Chọn nó đi. À. Rồi, bây giờ chấp nhận cái remote đi. Đó. Được chưa? Rồi. Rồi. Ha. Thì nhóm nhóm là có một cái bạn nữa là bạn 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 Ngọc. Đó, bạn Ngọc là chuyên dạy online, trước giờ mình không có dạy online. Có bạn Ngọc thì nó dạy online ha, thì để bạn vô đó đây mình giới thiệu luôn ha, để bữa sau hỗ trợ online cái phần mềm thì bạn sẽ dạy ha, mình dạy về nguyên lý ở sửa bài, còn phần mềm thì bạn Ngọc bạn nó sẽ online hỗ trợ cho các bạn ha. Rồi ở đây nè, khi mình in á ha, nãy giờ nói hồi nãy sửa in cho chạy trước nè, thì bấm còn chỗ B nè, được chưa? Đó, mình cho B nha. Bấm Ctrl B đi. Ừ, đó. Thì nó hiển thị thế này ha.
thì khi chị in á ha, in nè, thì mọi người lưu ý nha, ở đây là in phần mềm Revit thì nó có cái này đó, nó dễ. Nhưng mà ví dụ như trong bản vẽ Revit thì nó có nhiều cổ này, sao cổ A0 rồi A0 cộng cộng rồi đó, nó có chiều ngang chiều chiều gì, nó có nhiều cái khác nhau á. Thì hiện nay trên cái phần mềm nó có cái phần mềm mới Drop á, thì cái đó cũng hay, cái nó giúp cho cái mình in được nhiều cái khổ khác nhau ha. Còn đây là ví dụ mình in A3 thôi thì nó dễ rồi. Rồi ở đây nó có cái combine ha, là gì, là một tờ duy nhất, một khổ duy nhất đó. Thì mình có thể chọn cái select dưới đây ha, chọn combine nha, select nè. Thì ở đây mình chọn cho nó cái mục này có sẵn chưa, cái này mình đã lưu chưa, thì chưa lưu đúng không? Rồi thì lưu thì phải lưu nó lại đó. Ở đây thì cũng có mấy anh, ở đây mình xưng hô thì cũng anh với chị ha, bạn nào đừng nó quá nhỏ thì mình xưng em thôi. Còn đây là mình xưng anh với chị, vì thứ nhất á, là mình để mình biết là sau này mình dạy cho mấy cái anh các chị thì nó mình tôn trọng ha, tôn trọng mấy anh các chị đó, để cho mình cái, trong cái cách dạy mình chỉnh chu hơn đó. Ở đây ha, các bạn có thể click vào đây nè, click ở đây ha, shift nè, chọn anh đó ha. Chưa anh chưa Alo, đây nè, click vào đây ha, đó mấy bạn click vào đây, các bạn xem lại đây là cái in UX nè đó, in UX ha, in UX đó. Rồi các bạn save nó lại ha, save nó lại đó, save nó lại. Rồi ẩn những cái mà không cần thiết ha, ẩn những cái không cần thiết thì nó ra cái này đó. Có cái phiên bản mới 2023 thì nó hay, nó có sự sắp xếp luôn đó, mình lưu nó lại nha. Ở đây chưa có bằng chi tiết thang với lại vệ sinh nha chị, thì không mình phải làm hết mấy cái đó, dàn trang hết đi. Rồi mình sẽ tạo mới ha, grid là tạo mới nè. Mình đặt là gì, in ha, in hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ kỹ thuật nha, được chưa đó, in hồ sơ kỹ thuật. Check note nè, check on nè ha. Rồi sale ha, sale hiện hành đó, sale luôn cái trên đây đó. Rồi bấm select nè, net đó, là nó sẽ là in cái mục ở đó ha. Như trong cái bay này nha, setup này nè, setup này thì chọn cho nó là gì, khổ gì A3, được chưa đó. Rồi khổ A3 cho nó ha, và mình bấm cái gì, mình bấm là room nha, room, và bấm control nè, control nó sẽ là fit vừa cái con tên ha nha, nó nằm ở giữa, được chưa. Zoom thì mình chọn là zoom 100% ha, được chưa. Rồi mình bấm sale, sale lại cũng được đó, A3 sale add A3 cũng được, A3 chưa đó. Ở đây mình chọn A3 là nó tự động nó có, còn đây là nó sẽ mấy cái dòng đây là nó ẩn ha, ẩn những cái đường xanh xanh đó, màu highlight đó, xanh xanh đó, để cho nó không in ra, không in thấy ha. Đó ở đây mình chọn chất lượng cho nó ha, chất lượng in cho nó đó, vector hay là raptor đó. Vector thì là gì đó, chị hay chị, có ai học bên đồ họa thì sẽ biết cái phần này ha, vector là gì đó, và raptor là mảng, vector là điểm ha. Ví dụ sau này mình in mà mình những cái bản vẽ mà nó phân tích nó không có ổn á, nó bị lắc tác hạt hạt đó, thì mình có thể mình chuyển qua raptor mình ha, nó thành mảng rồi nó sẽ rõ hơn. Rồi bấm ok nha, ok. Đó, rau xanh này thì mình có thể mình chọn cái vị trí ha, vị trí lưu file, ví dụ lưu ra vào desktop. Rồi bấm save ha. Rồi. Đó. Rồi, rồi. Ok ha. Rồi bấm ok nè. Được chưa? Thì Hồng nắm được chưa? Nắm được cái phần in này chưa? In A3. Dạ. Ha. Được chưa? Dạ. Rồi, cái phần nãy sửa nha, nãy sửa được 2 3 trang đó. Thì lưu ý chỗ thứ nhất là in nó full nha, đó nó chạy nó in hết rồi, nó máy in cũng nhanh ha.
Ừ. Cậu có cài Lumen chưa? Chị Hồng cài Lumen chưa? Có cài được không? Chưa Cài được thử luôn. chưa thử à? Ừ, cài đi rồi chỉ cho chị lại Lumion để cho chị làm nó ranh nhanh hơn. Cái Vray của chị cũng được nhưng mà xài lâu lắm thật sự, gì khi xài Lumion rồi thì thấy ghiền, xài hoài luôn, thích xài nó hơn. Tại thứ nhất là nó đỡ mất thời gian cho mình, xét vật liệu cũng ok nữa, xài đồ render các kiểu nó nhanh, có 16 giây là xong rồi ha. Xài Lumion đi, có tài nguyên thì mình xài Lumion nó ok hơn. Rồi, được chưa? Đó là phần sửa đầu tiên nha. À, in xong rồi đó. Rồi, tiếp theo ha. À, hồi nãy sửa cái gì nữa ta? Sửa cái phần ligand đúng không? Nè, ligand nè. Được chưa? Ký hiệu. Thì cái phần ligand này chị đang em import cơ đúng không? Import cat đúng không? Đúng rồi. Import cat thì mình không chơi ha. Cái nào cần là mình nó import thôi. Thì nên chọn vô cái insert này ha. Thì vô cái insert nè. Nha. Thì chọn symbol rồi nè đó, thì lô nó ra ha. Ở đây có những cái ký hiệu trong bản vẽ nè, ví dụ như là ký hiệu về cửa nè đó, thì ký hiệu này, ký hiệu về detail ha, hay là cái gì đó chụp được chưa, được chưa đó. Chị sửa lại cái trục này thì nó sẽ đồng loạt, có nghĩa cái trục này với là cái trục ở trong cái bản vẽ nó sẽ đồng loạt với nhau, hiểu không? Được không? Đó. Rồi sửa hai cái đó đi nha, khối lượng nhiều á, thứ hai nộp lại nha. Ừ, ok ok rồi, tắt đi ha. Rồi, anh chị em nào hỏi về Revit không? Hỏi Mai, hỏi hỏi gì Mai? Share cái màn hình xem coi. Rồi mở lên đi. Mở lên. Các bạn nào hỏi Revit không? Xử lý Revit không? Rồi xe cho. Ừ. Xe đi. Bên nó có ồn quá không? Nghe có ồn quá không? Tại ở đây đang có lớp apply về MI ha. Đó, lớp apply MI cũng khá là đông. Đó. Thank you.
Rồi. Rồi bạn. Rồi bây giờ bạn ấy đang bị cái cột không có chỉnh được đúng không? Rồi. Ở trên đây nè, các bạn lưu ý nè, à, mọi người lưu ý nha. Đó, mọi người lưu ý thì cái chỗ này nó khi mà các bạn chọn cho một cái cột á, à, thì nó sẽ có hai cái dòng này. Đó, nó có do hai dòng tích nè, thấy không? Bạn thấy không? Đó. Hai dòng tích này là bị sao? Có nghĩa là nó kêu di chuyển theo lưới trục. Có nghĩa khi các bạn kéo lưới trục này nè. Đó, thì cái này nó sẽ di chuyển theo lưới trục, cái cột nó sẽ theo lưới trục. Và cái rambodin này là cái tính cái tính cái diện tích ở trong một cái phòng á. Ví dụ các bạn thống kê cái phòng này diện tích 50 mét vuông đi. Nhưng mà vô tình có một cái cột rất là to 1 mét vuông trong đó thì nó sẽ trừ ra là 49 mét vuông. Được chưa? Đó, còn nếu mà bạn tính luôn á ha, nó liên quan đến cái này, đến dấu tích này. Ha. Đó, cái này các bạn tích bỏ luôn thì nó sẽ là không tính cái chuyện đó nha. Còn nếu mà bạn tính luôn cái phần này các bạn tích cho nhau thì nó không ảnh hưởng đến diện tích của cái phòng đó. Đó, nó có hai dòng nha. Thì nhưng mà trong trường hợp này là áp dụng cho công trình nước ngoài. Với công trình ở Việt Nam này mấy cái nhà phố nhỏ hay là công trình lớn. Mấy con phố nhỏ thì nó bị cái vấn đề gì? Cái cột nó lệch tâm là nó sẽ nằm ở góc này nè ha. Được chưa? Rồi. Thì em phải di chuyển đi vào, được chưa? Rồi, bây giờ em chọn ngay em gõ lệnh AL AL. Đó. AL. AL chưa? Chưa chưa thấy, chưa thấy. Chưa thấy. AL. Lệnh A trước, A L. Đó. Rồi, bây giờ em chọn vô cái trục trước. Chọn vô cái trục trước đi. Đúng rồi. Rồi chọn vô cái mép một cái này nè, mép của cái cột nè. Đó. Chọn vô cái mép của cái cột. Sát bên nó zoom to ra. Có thấy đâu zoom to ra chứ. À. Chọn như lên trước đi. Đúng rồi. Sai rồi, vô Z này đi. Nhớ nha, các bạn nào mà mới á thì thường là sẽ bị lệch là cái trục. Để ý nha. Tại vì các bạn sẽ chọn cái trục trước, nhiều khi các bạn chọn cái cột trước là nó bị sai. Cho nên sẽ bị lệch cái cột. Đó, đó em chọn cái tường rồi, sai rồi nha. Em chọn cái trục, bấm TL đi. Đó, mà mảnh nét lại nha. Đó, em thấy sai chưa? Chọn cái trục mà. Em chọn cái tường rồi, zoom lại. Đó, zoom lại chọn vô trục này nè, vô chỗ cái trục này. Chọn vô cái trục này nè. À. Chọn cái trục trước. Rồi, chọn cái mép. Sai rồi đó, chưa được nha. Chưa được. Cho giấy này đi. Rồi em rê chuột cái đó em bấm tab bấm bấm vào đó rồi bấm vào đó rồi chọn vô mép của cái cột trên đó. Ừ, đó được chưa khóa lại bút khóa lại được rồi nó nằm ở giữa đó ừ. Rồi được chưa rồi cái thứ hai là bạn chưa có thể hiện cái nét của cái tường ha. Em chọn vô cái thanh đi, cái thanh này các bạn lưu ý nha, các bạn không có được để cái thanh này nằm ngoài như thế này. Nó sẽ che những cái bảng hiệu dưới đây. Ha. Cái này hay hay bị hay với người mới hay bị lắm nè. Nhiều khi thấy nó che là bắt đầu cái là các bạn ấy. Em chọn lên đây đi, em chọn cái này em kéo. À. Em chọn vô cái bảng này em kéo em gắn vô trong cái này. Đúng rồi. Rồi. Bây giờ kéo à, kéo từ cái này ngắn lại đúng rồi kéo ngắn lại đi đúng rồi ok được chưa rồi bên đây tương tự đúng rồi rồi ở đây nè các bạn chưa có thể hiện cái nét tường được chưa à, thì em chọn vô trong đây đúng rồi chọn final đó chưa khai báo nha chưa khai báo vật liệu cho tường có clip nha coi clip lại cái phần đó buổi sau giảng lại về cái phần tường này đi à, tường này là phải nắm để mình hiểu cái vấn đề ha.
Thì các bạn phải vẽ theo chiều kim đồng hồ nha. Tường mình phải vẽ chiều kim đồng hồ nha các bạn. À, ở đây có Ngọc nè. Hello Ngọc. Hello Ngọc. Ngọc cài zoom vô Ngọc. Đúng không? Alo Ngọc. Đúng rồi. Đi. Ở lại là đi, ở lại cái cột đi, ở lại cái trục này nè. Em chọn ở lại cái trục này rồi ở lại có tìm cái tường, được chưa? Tìm cái tường. Thì ở đây nó có ở đây có bạn Ngọc ha. Đó, bạn Ngọc thì bạn Ngọc này không biết sao lại không có lên tiếng. Thì cài cài cái phần mềm vô nha Ngọc. Cài zoom vô nha. Ở đây có phần mềm bản quyền đó. Thì có gì Ngọc sẽ hỗ trợ phần mềm ha cho các anh chị. Đó, liên hệ với Ngọc để hỗ trợ phần mềm đó. Rồi chỗ nào không có ấy thì sẽ hướng dẫn vô cho mình vẽ ha, nó ok hơn. Ngọc ở đây thì dạy cũng 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 8 năm rồi, 8 10 năm rồi đó rồi. Nó cũng rành rành cái quy trình rồi ha. Thôi vậy đến giai đoạn này mình mới được học cái triển khai Revit thôi. Giai đoạn hả? Có hết chứ, giai đoạn 2 là có hết chứ. Sao vậy? Nhưng mà điều biết sao mà em là người đi nhanh hơn mấy bạn. Mấy bạn đang mới bước còn chưa biết khái niệm là gì. Cho nên vấn đề là sao em cứ chạy nhanh, em cứ chạy nhanh thoải mái, ngày mai sẽ mở cho em cái giai đoạn 2, em chạy tiếp giai đoạn 2, hiểu không? Hiểu không Vũ? Dạ hiểu rồi. Đó, còn mấy bạn ở đây thì mấy bạn đang chạy đang mới có hai buổi đầu mà em đã bên phương án rồi, còn mấy bạn chưa biết khái niệm về vấn đề gì về bản vẽ đó thì tiếp tục mở tiếp giai đoạn 2 cho em nghiên cứu giai đoạn 2 bắt đầu em triển khai hồ sơ, hiểu không? Nhưng mà có lên phương án trước cái đã, giai đoạn 1 em có phương án cho nó vững rồi đó, cái mô hình cho nó ok cái đã, rồi bắt đầu em triển khai, hiểu không? Dạ rồi à. Ạ. Với lại bây em giờ thấy nè, hôm bữa vậy bây giờ em phải dạ tìm 10 cái hình, 10 cái hình quốc cảnh mà em cảm thấy em muốn theo cái hướng đó đó, thì em gửi lên ha, gửi lên trên trên nhóm á, chưa, 10 cái quốc cảnh đó để mà dạ lựa rồi ạ. chọn, để dạy cho em là cái cách nào đó, cái quốc cảnh nào nên nên lấy, quốc cảnh nào đẹp, quốc cảnh nào tại sao đó, theo hướng đó ha. Dạ. Ừ. Em thấy bây giờ Vậy. thấy đang hot cái Indochina thầy. Indochine hả? Dạ. Phong cách Đông Dương hả? Đông Thì tùy. Dương. Em muốn làm theo hướng đó thì làm. Thật ra chả có cái nào hot đâu. Nhưng mà em muốn làm theo cái vấn Dạ. đề cái đó thì ok, đâu có gì đâu. Nhưng mà phải làm cho tới, nó đi theo nội thất đó đó. Phong cách Đông Dương là phong cách nó chuyển thể từ cái thời xưa ha, cái thời mà chuyển thể từ thâm nhập rất là nhiều cái khác nhau vào trong cái kiến trúc của mình, từ thời phong kiến nè, nó chuyển đổi qua gì thời Trung Quốc nè ha, Trung Quốc rồi Ấn Độ rồi Đông Nam Á nữa, ảnh hưởng đến cái nền kiến trúc đó, rồi có thêm đô hộ của bên Tây nữa đó, cho nên nó chuyển đổi thiệt, nó chuyển đổi nó mang đậm cái tính chất của Đông Dương ha. Đó thì Yeah. mỗi nét vẽ đó là mình phải nghiên cứu cái hướng hướng đi của nó để nó đúng Yeah. nha.
Dạ. Bữa bữa em có xem mấy thằng chương chương năm mà vẽ Revit này, các bạn đang bắt đầu vẽ này. Em thấy có hai cái clip cuối của cái thầy Hiếu Lê hay gì ấy, nó dạy cũng kỹ mà phải. À Hiếu hả? Hiếu dạy cũng kỹ lắm á. Dạ. Sao ý là sao mình không làm những cái clip của thầy đấy mình bóp lên cũng được thầy. Em thấy nó kỹ hơn là cái clip của thầy hướng dẫn các bạn này, tại vì nó cũng đầy đủ lắm á. Có chứ, mà Em thấy cái vẫn còn thiếu nhiều cái. mình có cái clip của bạn Hiếu chứ. Nếu vấn đề nào thầy nào dạy thì có giáo trình của thầy đấy. Hiểu không? Bây giờ lấy giáo trình thầy Dạ. Hiếu dạy thì phải theo giáo trình của mình. Đó. Ở đây thì Hiếu dạy cũng 4-5 năm đây rồi. Ngọc dạy Dạ. cũng thời gian đây rồi thì mỗi người có cái riêng của họ chứ. Rồi là Dạ. Hiếu cũng làm clip đầy đủ về cái quy trình dạy viết, nhưng mà cái quy trình dạy đó thì nó hơi khác quy trình một chút. Đó, hơi khác cái quy trình một chút. Thì mỗi Nói chung thấy sao? Tại vì học cái đó chủ yếu học để về phần mềm thôi thầy. Học phần mềm Revit chứ. đúng rồi, học phần mềm Revit. Dạ. Em thấy có cả hướng dẫn triển khai rồi đó, cũng đầy đủ. Đấy, tí nữa mình tìm lại của thầy Hiếu mình gửi cho nha. Đầy đủ luôn á. Nhưng mà Dạ trong dạ. phần 1 thì mình có cóp hai clip của thầy Hiếu về phần in ấn. Dạ. Thì đợt trước có làm á, trước dịch mình có làm cái clip đó. Về online đó. Thầy Hiếu làm. Ở đây nhiều thầy dạy bên gì biết lắm. Nhiều thầy dạy biết lắm. Qua MI thì nó lại thầy khác nữa. MI thì có thầy Hùng. Thầy Hùng thì dạy cũng 10 năm nay rồi. Anh đi anh Thiên Phạm đến đâu rồi? Anh cài anh ấy rồi biết đến đâu rồi? Xem màn hình xem đi. Dạ, em cũng mới mới vẽ sơ sơ, Mới sao hả? cũng có mấy câu hỏi định tính hỏi thầy Rồi nữa. giờ mình sẽ đi. Dạ, cái này mới vẽ sơ sơ. Đây rồi, thầy cho em hỏi mấy về cái cao độ hả thầy? À. Thì ở đây có trệt nè, lầu 1 và cái mái, thì cái mái đây nó sẽ có ba cái chiều cao. Thì khi mà mình vẽ cái level thì À, mình vẽ chưa trệt. xe, chưa thấy màn hình. Chưa này. Vũ cái gì, Vũ cứ triển khai cái nhà phố cho nó kỹ nha Vũ. Học học được hay không được là nó nằm ở chỗ Revit nó sâu hay không sâu là cái bài của bạn á. Bạn có thể triển khai nó ra kỹ luôn nha. Đó. Dạ, Nếu tức là triển bạn khai lắp bằng được nội thất Revit á, thì lắp luôn, hả chỉ cách bạn triển thầy? khai nội thất luôn. Nó sẽ đi sâu hơn. Nếu bạn triển khai được hồ sơ thi công thì bạn triển khai nó luôn. Nó sẽ sâu hơn là bạn sẽ dễ hồ sơ kỹ thuật. Hiểu không? Nói Đó. chung là nội thất thì em chỉ Nói biết chung là cái phần mềm gắn này nó family sâu hay vô không thôi. sâu thì do bạn thể hiện cái công trình của bạn nó đến đâu thôi, kỹ hay không kỹ thôi. Hoặc là nó ở mô hình như thế nào thôi. Hiểu không? Chứ còn Dạ hiểu thầy. còn cái cách dạy thì như nhau thôi, nội dung thì nó như vậy thôi. Dạ. Không, ý là em đang nói là kiểu các bạn mới á, họ vẫn chưa chưa nắm kỹ được lắm đó thầy, nên là kiểu thầy dạy kiểu thì kiểu một kiểu một, nên là thầy cắt 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 cái đoạn đoạn ra À, thì các nhiều cái khi mấy bạn đoạn coi không, vẫn cái đoạn kia quên thì mấy bạn phải tự làm bài chứ, nó đâu có vẽ hết. Còn Hiếu thì Hiếu thầy. chạy dạy vẽ hết từ A đến Z luôn, dạy vẽ hết từ A đến Z Dạ luôn đúng thì rồi. nó không, mình để cho các bạn tự làm, bạn tự làm cái phần đó đi. Dạ. À, ví dụ phần tường các bạn tự hoàn thành tường, bạn không biết thì các bạn Dạ. phải hỏi, phải tương tác. Có thầy ơi. Với lại mình tránh tình trạng là sao chép clip á. Hiện nay mình thấy bán đầy trên mạng, bán 109, 120 kỳ tùm lum, bán tất cả trung tâm. Mà riêng cái trung tâm, ngoài trung tâm liên kết với mình cũng chưa thấy bán trên đó. Tại đơn giản là cái clip của mình nó cũng chưa có chỉnh chu. Đó, nó sẽ theo từng đoạn, đoạn đó. Đó, nó ngắn, cũng dễ cho nên người ta chắc cũng không muốn lấy. Không muốn lấy nên làm gì. Với lại kiểu nhiều khi học viên bên mình họ
cũng không muốn bán nữa thầy, chứ Không học bán viên hả? mà bán thì đầy Muốn bán, đúng muốn không? bán của mình là Em phải học thấy hết 20 chương hả? 20 chương hết 4 năm còn đâu nữa bán thì nữa. đúng Nên không có căng á. Ừ. rồi. Đó cũng Dạ. cũng vấn đề nằm chỗ đó. À. Yeah. Với lại mình cũng không muốn cái người xem clip mình nó cũng xem nửa vời rồi phán xét vấn đề đó. Tại vì Revit này nó cũng nhiều cái trường hợp với nhau. Ngồi bàn rồi phải ngồi bàn lại với nhau xem nó sử dụng sao cho nó hợp lý. Đó. Rồi mở à thêm review coi mở nên liên phạm ừ, để cho Dạ. mừng bạn coi bị cái gì bị vấn đề gì Không, em mới mở, em gửi sơ sơ thầy thôi, còn em muốn hỏi thầy là ví dụ như ở đây à cái level nào thầy, rồi cái tầng trệt là tầng 1, rồi cái máy thì cái máy ở đây nó có đến 3 cái chiều cao. thì đúng rồi 30 cao thì anh vẽ ừ anh vẽ 30 cao không có chiều cao giữa bỏ không được lấy chiều cao trên cùng thôi. Lấy chiều cao lên cùng thôi nha. Chưa? Alo. Cho đúng máy hay sao á? Hả? Không thấy tương tác à? Ủa? Nó bung hả? Gì kì à? Rớt mạng à. Recording in progress. Đứng hình anh nghe đi. Câu từ cái switch của Timberlin qua cái này luôn được dùng hai cái wifi song song luôn đã đã. Đó. Còn tí nó đang bị rớt mạng. Điều chỉnh mạng á. À? Gì vậy? Ồ, kìa. Rớt. Không nghe trong này, nghe từ này em không nghe gì hết. Rồi nghe em thầy. Lo à, thầy em thầy.
kiến thiết.